Dạ, kính thưa toàn thể chư quý vị, kính thưa cô bác, anh chị em gần xa kính mến. Đây là một cái hình ảnh của cái chú này, là xưng danh hiệu của Đức Thầy của chúng ta đây quý vị. Đó, bà con mình thấy rõ ràng nha. Tôi là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, từ nguồn gốc ông nội và cha tôi, và đến hôm nay mà tôi chưa từng thấy chú này, chú dám là phạm thượng xưng cái danh hiệu của Đức Thầy của chúng ta hôm nay đó. Mà chú có cỡ nào, bây giờ chú gan cỡ nào mà chú dám làm như vậy? Xin thưa toàn thể chư quý vị, ở đây Đức Thầy là một vị là sanh nhi chi, có nghĩa là ngài là trên đó thì thông thiên văn, dưới thì đạt địa lý, mà ngài cho biết đó, miệng nhích môi đầy văn tao nhã, hạ bút thần thơ đã đề khai đó. Bà con từ ở ngoài nước ngoài và ở trong nước, và tất cả bà con mình nên nhớ như vậy thì thử hỏi chú này đó, hiện tại bây giờ chú nói chuyện mà còn là đọc giảng thầy mà chưa xong nữa, mà còn lập dập. Bây giờ thử hỏi như bây giờ á, nếu mà chú có dám mà cam đoan với tôi bằng cách là là cam đoan, nếu chú biết được cái nhà chú ở đâu, tôi sẽ qua tới chỗ, tôi qua tới nhà chú liền. Để chi? Để hỏi chú coi chú có làm được theo của thầy của tôi hay không. Mà Đức Thầy của chúng ta là một vị Phật ra đời dưng cái sắc lệnh của Đức Phật Thích Ca, và tất cả trong cái sắc lệnh của các vị đó là năm cái sắc lệnh lận chứ không phải không. Mà cái chú này chú dám là phạm thượng mà chú xưng là thầy như vậy, thì thử hỏi ở đây có phải là cái bọn tà đạo này nó làm cho cái đạo của chúng ta đó là sai lầm theo nó hay không? Đó, bà con mình nên nhớ. Và xin thưa cùng toàn thể chú quý vị, nếu tôi là người ở biết được nguồn gốc của chú này và tôi biết được nhà của chú này, tôi sẽ qua tới nhà. Tôi xin thề với toàn thể cô bác ở đây, nguyện thệ là hiến 72 ký thịt này, tôi sẽ hiến thân cho Phật Pháp để tôi tranh đấu cái việc này cho đến cùng. Nếu người nào mà xưng danh hiệu của thầy, tôi sẽ tới nhà người đó. Nếu người đó biết, cho biết nhà, dầu tôi lộ bộ tôi vẫn tới để tôi tranh đấu. Chứ đừng có nghĩ là ở đây là bà con, mặc dầu thầy tôi khuyên là cái việc tu thân này đó, tôi vẫn biết cái chánh pháp của thầy ban ra. Đức Thầy tôi cho biết đó là chữ nhu ta học âm thầm nha quý vị. Ai là người trí thì ráng tầm cho ra, tôi vẫn tuân thủ theo lời thầy dạy chứ không phải là không. Thì xin thưa dưới đệ là như thế này, ở đây tôi sẽ trình bày và nói hết. Bởi vì tất cả những cái đạo tà này nó hay lắm, nó hay lắm. Có thể là nó nắm rõ được cái tâm lý của người Phật giáo Hòa Hảo mà mới phát tâm đó, có thể là tin tưởng theo giáo lý của thầy. Mà hiện tại bây giờ bà con mình thấy rõ đó, mỗi một ngày đại lễ 18 tháng 5 đó quý vị, cái mùa đại lễ đó bà con mình thấy là rất là đông đó, đi đến ngay chân tổ đình và ngay chân cái điểm mà là chùa thầy hiện tại bây giờ đó ha. Cái tín ngưỡng của đạo Phật giáo Hòa Hảo rất là nhiều từ cái chỗ đó, đó. Từ chỗ đó mà nó lợi dụng cái lòng tin của tất cả cô bác tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mà nó làm những cái việc đó là phạm thượng với thầy với tổ của chúng ta đó. Thì ở đây đó, nó mượn vào những cái câu giảng mà ít lâu ta cũng trở về, khuyên trong bổn đạo chớ hề lãng sao, hay hoặc là ngài lập hội tay dinh nhành quế, nó lên ngay cái điện cây quế đó, nó múa men, nó làm những cái điều là trái với cái luật đạo. Mà đây là những cái bọn mà có thể nói là ở đây nó là không phải là người chánh đạo nghe quý vị. Nó theo cái việc tà đạo mà thầy nói là bỏ dị đoan mới thấy đạo màu, bớt giả dối mới gặp người thượng cổ. Như vậy thì hôm nay đó chúng ta thấy rõ là cái đường tu của thầy đã dạy cách đây năm 1939. Tất cả bà con mình đã thấu hiểu được chân lý của thầy rồi. Mà khi ngài thầy về như thế nào, rồi khi nào mà thầy xuất hiện ở trên thế gian như thế nào, thì bà con mình đã thấy được rồi. Xin thưa với bà con mình khỏi nói cũng biết được đó. Thì hôm nay đó, nó mượn cái lý mà thầy vắng mặt mà thử hỏi như vậy đó, là cái tay dinh nhành quế đó như thế nào, nó có biết được cái nghĩa của tay dinh nhành quế không, mà nó nói thí nó đại nó càng mà nó xưng thầy xưng tổ đó. Kính thưa quý vị, đây là một cái tội này đó,
nó sẽ về địa ngục chứ nó không có phải là ở được ở trên cái thế gian này nữa, chứ đừng nói nó tu lên cái cảnh giới của thiên đàng không hoặc là về Tây Phương được. Bởi vì nó phạm tội với Đức Phật mà. Mà Phật thì lúc nào cũng có từ bi hỷ xả để tha thứ. Thí dụ như bây giờ thầy dùng một cái việc mà thầy khuyên tất cả tín đồ phải học theo cái tâm từ bi hỷ xả của Phật, nhưng mà chư thần không tha thứ cho nó đâu, chư thần không có tha đâu quý vị. Thì kính thưa toàn thể chư quý vị ở đây đó, nếu mà trong cái thời điểm mà nghe được và thấy được những cái clip của cái chú này đó, mong toàn thể cô bác anh chị em đồng đạo trong và ngoài nước cũng đừng dội vàng tin theo cái lời của chú này, mà phải tin theo lời thầy dạy. Đức thầy nói rõ cho biết đó là ít lâu ta cũng trở về, khuyên trong bổn đạo chớ hề lãng sao, trì lòng chớ khá núng nao, từ đây nhân vật mòn hao lần lần. Khi thầy trở về đây không phải mà bình yên như vậy đâu đó. Mà cái chú này chú dám là ngang nhiên mà chú xưng tên của thầy, phải không? Xin thưa cùng toàn thể quý vị, nếu ai mà biết được và chỉ được ngay cái điểm của chú này, nhà ở đâu, và tôi cũng xin cầu mong chú này nếu mà lên tiếng, gia đình chú ở đâu đó, rồi quê quán chú ở đâu, tôi sẽ đến đó để tôi xin phép để hỏi chú vài câu, chứ không phải là tôi không có dám. Bởi vì tôi nguyện là trên cái Phật Pháp là tôi đã nguyện tất cả, trong cái thời gian tôi tu tập ở đây trên dưới bốn mấy năm mà, phải không? Tôi hành đạo theo giáo lý thầy mà tôi đã nguyện trong cái thời kỳ này tôi sẽ hiến dâng trong cái việc mà Phật Pháp, là tôi nguyện trong đến ngày kết thúc ở trong cái cuộc đời của tôi đó, vì đạo vì thầy. Trong cái việc mà ngày xưa mà Đức thầy nói với ông Út, với bà Út ở trong cái tại tổ đình đó, thầy nói là sau này ông Út phải nhìn kỹ thầy, ông Út phải nhìn kỹ tôi đó, là sau này khi thầy đi á là y như đi sau thì về vậy, cái phần mà không già, có nghĩa là thầy trở về với nguyên hình nguyên xác đó quý vị. Thì nó không có gì hơn là đệ hỏi như vậy, tôi xin trả lời ở đây cho đệ biết á, là nó dịnh theo cái lý đó mà để nó làm như vậy cho bà con mình tin thôi. Dạ. Nó làm vậy có nghĩa là nó làm cho bà con mình nó nhẹ dạ, nó lòng để tin theo nó, và nó nói nó là thầy thôi. Dạ. Chứ thật ra không có cái bằng chứng nào mà nói là thầy mà trở về trong cái lúc này đâu mà tay dinh dành quế. Nó có hiểu được, và tôi hỏi nó coi cái nghĩa của tay dinh dành quế này như thế nào bà con. Ngày lập hội thì tay dinh nhành quế, trao thân phận rạng danh hiếu đệ đó, thỏa dạ thầy nơi chốn mây rồng đó. Như vậy thì ở đây đó, đi sao về dạy, thử hỏi đi sao về dạy, nó có biết như thế nào là đi sao về dạy hay không đó. Khi ngày thầy trở về đây đó, đâu có phải vậy đâu mà nó dám là xưng là nó là thầy trở lại, thấy không? Thì xin thưa toàn thể chú quý vị, ở trong cái việc mà tất cả những cái việc làm của cái chú này đó, thì trước mắt tôi cũng có một đôi lời, để nhắn gửi cùng chú, dầu tôi không có biết nhà chú, phải không? Nhưng mà tôi xin nhắn gửi với chú nhà như thế này: chú về nhà chú nằm đêm suy nghĩ cho kỹ, chú quỳ trước Tam Bảo Phật Đài, quỳ trước Quay Linh Tổ Thầy, và đứng trước là Quan Thượng Đẳng Đại Thần, xin thọ tội với cái khẩu nghiệp của chú đi. Chú đừng nên phát lên bừa bãi như vậy, thì coi chừng một ngày nào đó cái nghiệp này nó sẽ lôi cuốn chú xuống địa ngục. Mà chẳng những ở địa ngục này mà lại còn ở thế gian, chú phải gặp nhiều cái cảnh đau đớn nữa chứ không phải gì đâu đó. Thì ở đây đó, tôi nhắn gửi lại tất cả bà con của ở trên đồng đạo, là một anh em trong huynh đệ, anh em ở trong cái đạo Phật giáo Hòa Hảo, như con một cha mà thầy nói rõ cho mình biết á. Đức thầy nói rõ cho mình biết là hiện tại bây giờ trong cái thời kỳ này khi thầy vắng mặt đó,
là Đức Thầy nói đừng chia lìa Bắc Tổ Nam Tông, chỉ phải biết giống Lạc Hồng Thượng Cổ. Thì bây giờ đó mình phải tuân thủ theo lời Thầy dạy. Mà ngày Đức Thầy về ở đây đó, bà con mình nhớ đi, từ cái thời kỳ của là tất cả những vị đã xưng Thầy nè, để tôi nhắc qua rồi bà con mình biết. Một là ông Ba Bốn, hai là Nguyễn Long Châu, bốn ba là ông Quỳnh Tâm ở tại chân núi Bà Trà Sư, đó. Bốn là ông Châu Ma. Thử hỏi như tất cả những cái vị tà đạo này mà còn tồn tại ở trên thế gian này hay không? Đó. Không bao giờ có. Mà quý vị cứ tin chắc là Thầy của mình là một vị Phật ra đời, Thầy là một vị cổ Phật lâm phàm, mà Thầy nói ta điên thở tam hoàng thượng cổ, khùng thế thời khùng lộ ngoài da. Như vậy thì ở đây đó Thầy cho biết đó là Thầy là một vị Phật ra đời mà dưng cái sắc lệnh của Đức Phật Tổ là cách đây là 2700 năm trở về đây để cứu vớt chúng sanh. Mà tại sao chú này là một cái xác bình thường, một cái xác dơ quế ở trên cái thế gian này, chú vẫn còn vợ, còn con, còn gia đình, còn xài tất cả những cái việc mà của thế gian này mà chú là lại tại sao là xưng Thầy xưng Tổ? Thì xin thưa toàn thể chư quý vị, ở đây đó có những cái lời khuyên tất cả bà con của mình. Nếu ai coi qua cái clip của cái chú này đó thì cũng xin mạn phép và ngưỡng mong toàn thể cô bác anh chị em của mình trong đạo Phật giáo Hòa Hảo, trong nước và ngoài nước, xin lặng tâm và tìm hiểu cho thấu đáo những lời vàng ngọc của Đức Thầy của chúng ta, và giữ vững cái niềm tin. Đức Thầy cho biết là chánh tinh tấn dầu thành hay bại cũng một đường tín ngưỡng của mình, dầu cho ai phá rối đức tin ta cũng cứ một đường đi tới. Như vậy thì xin thưa cùng toàn thể chư quý vị, trong cái công cuộc của cái chú này như vậy thì tôi cũng trình bày vừa qua, kế tiếp thì cũng có một cái phần hỏi qua anh Tám. Anh Tám có những cái điều gì nhắc lại cho bà con, để nói lại cho bà con mình biết, để đó là cái việc người tà đạo hay hoặc là chánh đạo, thì anh cứ nói thẳng ra để cho bà con mình biết, mình nói để cho bà con mình hiểu được, chứ không phải là mình là làm cho nó quá mức, nhưng mà mình phải nói cho khui bài cho rõ ràng đó. Thôi thì tôi cũng trước nhất xin bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mình, từ đây sắp lên thì Thầy ra đi có nói dặn dò mình, thì cứ trong bốn đạo mình phải gắn dè dặt, thấy không? Đừng có nên ai lên mà xưng hô Thầy nãy kia trả lời, không bao giờ Thầy lúc này mà trả lời những chuyện gì đó đâu. Bởi vì bà con phải gắn nhìn nhận theo giáo lý của Thầy ra đi, thì Thầy cũng có dặn mình nhìn theo giáo lý của Thầy để mình tu, chứ không có phải nghe lời ai chứ xưng hiệu này kia rồi đủ thứ, nó làm lộn xộn trong cái là bốn đạo mình. Bởi vì trong bốn đạo mình tề để lên, ai mà có chí thì phải gắn dè dặt theo để Thầy dạy đó, thì mình phải noi gương theo diện mới đúng. Chứ chút nữa ông này lên xưng hô ông nọ xưng hô thì bà con chạy theo, thì chút nữa tánh đồ bệnh lạc hết trơn, không có Thầy nào về lúc này mà để xưng hô cho ông còn trắng mặt ra. Chứ mình là không bao giờ thấy cái hình bóng ổng nữa, chứ đừng nói mà đâu mà đến đổ mà đi làm gì. Ai cũng vậy, dù có tài đi nữa người ta cũng phải giấu tài, ai đi phe tài làm gì hả? Đó, nhờ bà con tín đồ Phật giáo hả, mình gắn về giặt giữ gìn ông đó lên phải khuyên cho ổng đừng làm nên vậy nữa, thôi đi ông trở về quê nhà đi đừng làm gì nữa, nó khổ dữ lắm nha ông ơi. Đừng có phải lên muốn xưng hô sao nãy kia cũng được, chi thằng gì chứ thấy gì chứ sức mặt mày quả phạt ông lắm đó, chứ không phải đơn sơ đâu. Bây giờ nói thêm một đoạn nữa, và có nghĩa là trong cái giai đoạn này đó, Đức Thầy cũng cho biết là chữ bát chánh rõ ràng trong giấy là chân truyền của Đức Thích Ca. Người tu hành thì cần phải tìm ra cho dân biết một đầu chánh kiến. Mình phải chánh kiến nha quý vị. Đó. Mình chánh kiến có nghĩa là cái chánh kiến này là mình phải thấy sự thật và làm sự thật, phải không? Thì mình mới tin được. Bởi vì ở đây đó, người tu hành thì cần phải tìm ra, Thầy nói rõ cho dân biết một đầu chánh kiến. Cái chánh kiến này là mình phải thấy rõ là cái người này chánh đạo hay tà đạo đó, rồi dội vàng xưng Thầy đó, dội vàng xưng hô lên như vậy. Thì cũng xin nhắn đôi lời cùng chú ở trong một cái clip này, dầu cho tôi không biết chú là ai, phải không, nhưng mà tôi
khuyến cáo chú có một điều này. Mình thôi dừng chân lại đi chú ha, mình dừng lại đi. Và từ đây sắp tới đó, chú sẽ trở về nhà, rồi là chú sám hối những cái tội lỗi của chú lớn lao đó, để mà chuộc cái lỗi lầm lớn lao của chú đó, là chú khỏi xa vào địa ngục. Chú khỏi xa vào địa ngục bởi vì chú xúc phạm tới một vị Phật ra đời để cứu vớt chúng sanh toàn thế giới mà chú dám xưng hô tới mức độ đó. Đó thì hôm nay đó tôi nhắn gửi một cái thông điệp. Tôi là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là dốt nhất ở trong tất cả các vị tín đồ. Hôm nay tôi xin nhắc với chú cho chú biết là còn tất cả cô bác cao kiến hơn tôi nữa. Đó, như hôm nay tôi nhắn với chú là chú phải nên là suy nghĩ lại và chú cố gắng để sửa đổi tâm tánh của chú. Nguyện với ơn trên, với tổ thầy tha thứ tội lỗi cho chú xúc phạm với Đức Phật. Thì hôm nay tôi sẽ nhắn gửi với chú có đôi lời. Và kế tiếp á, nghe lời thầy tổ mà không đi sai lầm đường lạc lối. Bởi vì trong cái thời kỳ này đó, Đức Thầy cho biết là đạo quỷ dương rất nhiều chi nhánh. Nó rất nhiều chi nhánh, khuyên dương trần sớm tránh mấy màu, để ngày sau đến việc thảm sầu, ráng nghe kỹ lời ta bắt trước. Thuyền chúng nó thẳng buồm chạy lướt, lọt ngoài khơi mới hết hồ khoan. Nói như vậy thì ở đây đó bà con mình từ ở trong và ngoài nước, nếu mà có những điều gì và nghe những cái việc gì mà xưng thầy xưng Phật đó, thì xin thưa toàn thể chư quý vị nên dừng chân và thấu đáo. Kính thưa tất cả các bậc cao niên và kính thưa cô bác anh chị em ở trong cái nước và ngoài nước cũng vậy, nếu ai hiểu biết được và biết được cái nguồn gốc và cái gia đình của cái chú này ở đâu thì xin quý vị nhắn tin cho tôi biết được cái thông tin của chú này là một vị gì và ở đâu tu ở đâu, nguồn gốc tôi muốn biết. Thì Đức Thầy giáng mặt vào năm 1947 đó quý vị, thì tất cả bà con ai cũng mong muốn làm sao mà ngày Đức Thầy trở về để cứu vớt chúng sanh trong cái thời kỳ mạt pháp này đó. Thì xin thưa quý vị, bà con mình nên nhớ ở đây đó, trong và ngoài nước, bà con mình phải nhớ lại cái điều mà thầy nói rõ cho mình biết đó. Cái quan trọng là cái thứ nhất đó là khi thầy về như thế nào. Xin thưa bà con, thầy về đó, thầy chỉ vào cái điểm chính ở trong cái điều thứ nhất là thầy chỉ ngay cái sông Dàm Nao. Mà cái sông Dàm Nao mà khi thầy trở về đó không phải yên lặng như bây giờ đâu quý vị. Thầy nói rõ là con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha. Chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệt thú nuốt mà người hung. Đến chừng thú ấy phục tùng, bá gia mới biết người khùng là ai. Là lúc đó đó, quý vị mình thấy đó, tất cả những cái nước đại cường quốc nó vô ngay chân chỗ cái điểm chính của ông Nam Chèo nổi dậy lên đó. Là lúc đó đó, là bà con mình thấy đó, là ông là dùng dãy để mà sát phạt những cái kẻ hung dữ đó. Thì tất cả các nước nào là đem là súng đồng đại bác, nào là hạm, nào là máy bay tàu thủy rồi vô để triệt trừ ông Nam Chèo đó. Như vậy thì cuối cùng rồi đó quý vị mình thấy rõ đó, là khi mà vô và diệt trừ không nổi thì bó tay đành chịu, và các ngài phải cầu một vị ở trên trời để xuống để mà thu phục Nam Chèo. Thì lúc đó là ai? Lúc đó là đặt bàn cầu nguyện rồi đó. Thì lúc mà cầu nguyện xong rồi á, thì thầy trở về đó quý vị. Là Đức Thầy trở về đó, là ngài á có hỏi ngay tất cả các vị này, sao các ông không dùng những cái súng ống để mà diệt trừ con Long Ác Nghiệt, như mà hôm nay đó mấy ông chịu đành bó tay thì thôi để qua một bên cho tôi sẽ thu phục ông Nam Chèo. Đây là một cái hiện tượng đặc biệt nhất mà khi thầy trở về đây đó thu phục ông Nam Chèo rồi á, bà con mình thấy đó, là ở trên cái mặt đất của cái thời mạt pháp này như vậy đó nghe, là phải là tiêu diệt hết trơn chứ không phải là thầy mà về mà như vậy đâu quý vị. Đó, thầy về ở đây đó, thầy nói rõ cho mình biết đó, là chừng nào mà thầy lại gia trung á, thì trong bổn đạo bóng tùng phủ tre mới thầy mới về. Mà thầy về đó như vậy đó, nhớ nè, ở trong cái giai đoạn mà khi Đức Thầy trở về, chúng ta mà diện kiến Đức Thầy đó,
là Đức Thầy cho biết là đến kỳ thi danh thầy chạm bảng trên đài cao gọi các linh hồn, lúc đó là núi cấm sẽ quá hiện lầu đài đó, quá hiện lầu đài thầy mới về, chứ không phải mà nói là đơn giản mà nói là Đức Thầy về đâu đó. Đừng có tin theo những cái lời tà mị đó, phải không? À, thầy về đó là lúc đó là cảnh hồng trần tợ biển mênh mông đó, lúc đó là thầy mới về. Mà thầy nói rõ trong cái giai đoạn mà khi Đức Thầy trở về cứu vớt chúng sanh đó, quan trọng nhất đó là Đức Thầy nói ngũ dân năm sắc năm màu kìa quy nọ phụng lao sao vui mừng, gian dày sấm nổ chuyển lưng, lúc đó rồi sấm nổ gian dày đơn chứ không phải là đơn giản, kiển tiên lộ vẻ vui mừng cha con đó. Lúc đó là thầy trở về để cứu vớt chúng sanh trong cái thời kỳ đó. Tất cả những linh hồn, những cô bác anh chị em mà tu được có những đầy đủ cái công đức là thầy mới kêu gọi tất cả những linh hồn để trở về dự hồi long qua đó. Thì cái cuộc chuyển biến sẽ đến ở đây, cái cuộc chuyển biến sẽ đến, chúng ta thấy rõ cho mình biết là ở trong cái giai đoạn mà thầy nói á, cái sự cố mà xảy ra, nào là nước lửa, nào là lục lội, phải không đó. Mà thầy nói là cái trong cái công cuộc mà trong cái bài cái bài mà tại sao ta không buồn ngủ đó, là thầy có nói rõ cho mình biết. Đức Thầy nói là tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu, phải chuyển xây trái đất một màu bầu đặng lừa lọc con tiên cháu Phật. Nó như vậy thì ở đây đó, Đức Thầy phải vận chuyển những cái việc mà nào là phải dời non lấp biển, nào là phải sụp đất, nào là phải xây chuyển những cái đời mới, rồi là Đức Thầy mới trở về, là một vị Phật ra đời. Nó như vậy thì tất cả bà con mình nên nhớ ở trong cái giai đoạn mà Thầy ra đi, rồi Thầy trở lại đây đó, Đức Thầy nói ít lâu ta cũng trở về, khuyên trong bổn đạo chớ hề lãng sao, trì lòng chớ khá núng nao, từ đây nhân vật mòn hao lần lần Thầy mới về nha quý vị. Có việc xảy ra được. Cái việc xảy ra nào là nạn là nước lửa, nào là ôn dịch, mà khi thầy trở về đây đó, trong cái giai đoạn mà thầy đã nhắc nhở cho ông Út biết đó, bây giờ bà con mình thấy là những cái hàng lưu ở tại sao tổ đình đó, trước mắt là thầy nói cái trận dịch mà cuối cùng trong cái lần trận dịch thứ ba đó, thì lúc đó đó Đức Thầy cho biết là khi thầy trở về là lớp đau chết kể thôi vô số, thêm tà ma yêu quái chật đường đó, lúc đó là thầy mới trở về. Mà vào một cái giai đoạn mà khi thầy trở về đó, là chúng ta sẽ thấy được những cái căn bệnh mà lúc đó không biết mình còn ở đó hay là không. Và thầy cho biết khi mà thầy trở về đó, tất cả những cái căn bệnh đó là sau này đó, ôn dịch nó nổi lên rồi đó, là thuốc trị không hết mà điếm không xiết những người chết nữa, thầy mới trở về dùng những cái nước ở trong cái lu mà ở tổ đình đó, thầy tứ lên chúng cái giọt nào, ai là có công đức là hết nấy, đó là mới gọi là ngày thầy về đó. Xin thưa cùng toàn thể chứ quý vị, mình cũng nhận rõ là cái điều kiện ngày Đức Thầy trở về đây đó là cái ngày vinh hiển cho toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và tất cả thế giới. Có nghĩa là những vị nào tu theo bên đạo Cao Đài giáo cũng vậy, Thiên Chúa giáo cũng vậy, hay là Phật giáo Hòa Hảo cũng gồm chung một mối để mà dựng Đại hội Long Hoa đó. Hiện tại trong cái thời kỳ này đó, Đức Thầy cho biết là Phật Thánh Tiên Đông Độ bước sang miền Nam Địa, phân chia đẳng cấp, nước cờ mới Nai Đà khởi sắp, chỗ tài hai biển lấp non dời đó. Như vậy thì hoàn toàn trong cái ngày mà Đức Phật trở về đây, các vị Thánh Tiên trở về đây và các vị chư thần gom về đây, thì ngày đó là Đức Thầy trở về, chứ không phải mà nói là bình thường như vậy mà ngày Đức Thầy trở về. Mà hiện tại bây giờ trong cái ngày đại lễ 18 tháng 5 hay hoặc là ngày 25 tháng 11 là ngày đản sinh Đức Thầy của chúng ta, thì bà con mình giàu cho cỡ nào bây giờ cũng không thấy Thầy về nữa. Mà Thầy về đây đó, nhìn thấy, bởi vì Thầy nói rõ cho mình biết là ở tại Tây Phương khùng lại có ngôi đó. Ở Tây Phương Thầy có ngôi đó. Như vậy thì khi mà Đức Phật mà trở về cái đất nước Việt Nam của chúng ta là cõi trung ương này đó,
là tất cả những cái việc nào là mưa bão nè, nào là thế giới bị là chiến tranh nè, nào là sụp đất nè, ha, hoàn toàn là những cái cảnh tượng là ghê gớm rồi đó thầy mới trở về. Lúc đó là trên trời thì lửa cháy đó. Rồi lúc đó đó chính từng mây nhạt chổi tiêu thiều như vậy đó là thầy mới về thôi đó. Mà rõ hơn nữa là Đức Thầy cho biết đó, chừng trần gian kiến thấy Phụng Hoàng xè cánh múa chào mừng Phật Thánh, như vậy là thầy mới trở về trong cái cõi mạt pháp của chúng ta hôm nay đó, chứ không phải là trong một cái giai đoạn mà bình yên như vậy mà nói là thầy về rồi mượn xác đó. Xin thưa cùng toàn thể chư quý vị ở đây đó, đừng có nghe tin bướng nghe càng đó. Đó là cái dạng người như vậy, đó là cái dạng người làm ngu muội thì đọa thân uổng kiếp. Như vậy thì cái ngày ra đi á, thầy có nhắc nhở cho mình biết ở trong cái giai đoạn mà thầy vắng mặt đó, khi mà Đức Thầy trở về cứu vớt chúng sanh ở trong thời kỳ này đó, thì mình nên nhớ trong cái bài mà Thiên Lý Ca thầy nói rõ mà, Đức Thầy nói nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự lấy lần nạn tai, thời cũng tại không ai tu niệm, cứ lẳng lơ ngạo biếm phe khoang, đến nay là buổi tai nạn đó, tam thiên lục bá khắp tràn hại dân, là lúc đó thầy mới về để cứu vớt mình đó. Mà chưa biết là quyết định là ngày nào, mình cũng không có nói là khẳng định ngày nào, nhưng mà Đức Phật sẽ trở về đây cứu vớt chúng sanh trong cái giai đoạn đặc biệt nhất, là giai đoạn Đức Thầy về để cứu vớt những người có thể là đầy đủ công đức và hành theo lời Đức Thầy dạy. Trong cái giai đoạn thứ hai là cái ôn dịch nó sẽ đến, là thầy về để cứu vớt. Ở trong ba cái giai đoạn này thầy sẽ trở về cứu vớt chúng ta trong cái thời mạt pháp này, chứ không phải là nói là cái ngày giờ mà thầy về yên tĩnh được như vậy đâu cô bác. Có đâu. Dạ không có. Đâu phải như phải không? Này đâu mà về mà để ngọc sưng nữa, không có sưng nữa đâu. Dạ đúng rồi. Thầy về là trước khi cố gì xảy ra dữ dằn về để cứu chúng sanh thôi, chứ không bao giờ mà về sưng như này đời thiết giảng nữa sao? Đã tính đồ nó qua biết hết rồi. Dạ. Đó. Ai mà còn thiết giảng nữa đâu, mà tại ông này ông lên ông xưng thầy mà kêu ông thiết giảng thôi, để về mình nói với bổn đạo mình gắn về nhà nghiêm trọng thôi, ảnh không có nghe lời nữa thì hả là cho chúng việc vậy. Dạ đúng rồi, vậy thôi chúng có hết trơn. Đó đó, dừng lại đi. Thì trong cái thời gian mà khi Đức Thầy trở về đây đó, ngài vắng mặt ở đây là trong cái thời gian mà Đức Thầy vắng mặt ở đây đó, là một cái thời gian thử thách của tín đồ của Đức Thầy, để coi coi ai mà có là quyết tâm tu hành theo giáo lý của thầy hay không đó. Đó. Rồi đó, để cho một ngày nào đó đó thầy khi trở về đó mới là điểm đạo và chấm điểm những người có thể là theo thầy đó. Mà lúc đó đó là trên cái thế gian này, ngày xưa đó có những ông già cụ lão có nói rõ là bên ba răng của mình mà khi nào nhìn thấy bên Tây An, ở bên chùa An Hòa Tự và Tổ Đình đó, bên này mà nhìn thấy ở bên kia được đó là thầy mới trở về cứu vớt, chứ không phải là nói là đơn giản mà cái ngày bình thường, phải không? Ở tất cả bà con mình thấy rõ mà khi thầy trở về đó, đó trên đó thì thầy cởi con thu ông năm chèo mà cởi là bay từ ở trên hư không mà bay về tới ở dưới là Dàm Nao, rồi đó là đi trên mặt nước như vậy đó, là thầy ngày đó thầy mới về. Chứ đừng nói là ở đây là hôm nay mà mình thấy rõ ràng ở trong cái giai đoạn mình đó, nói để cho bà con mình gán vững cái lòng tin, có nghĩa là tất cả bà con mình đó trong đạo Phật giáo Hòa Hảo hiện tại bây giờ ở ngoài nước ngoài cũng rất nhiều, xin nhắn gửi dùng cho cô bác. Có nghĩa là mình phải đặt cái niềm tin dũng mãnh và niềm tin tin chắc là ngày thầy về, cái ngày Đức Thầy về, thì hôm nay dầu cho cô bác có ở ngoài nước Mỹ, nước Pháp hoặc là tất cả ở nước khác, có đầy đủ công đức, thầy sẽ dùng tòa sen đưa chúng ta trở về dự hội Long Hoa. Chứ không phải là cái ngày đó là cái ngày mà mình ở nước ngoài mà không được đâu. Đó. Thì xin thưa toàn thể cô bác và anh chị em, trong một cái giai đoạn mà khi Đức Thầy của chúng ta trở về đây, thì tất cả những cái biến cố xảy ra mà hiện tại bây giờ nó đã đi tới mức độ rồi nghe quý vị. Đó. Hiện tại bây giờ là bước qua năm nay đó, bà con mình thấy là cái khổ này nè, Đức Thầy cho biết là cái khổ này nó sẽ dẫn tới mãi nè. Đầu năm nay đó thầy cho biết đó là những cái cuộc chuyển biến mà từ đây sắp tới đó,
khổ hoài, là nó sẽ đi tới khổ hoài đó. Cái khổ này giàu lắm chí mưu cũng chung chịu như người tâm tối nó thầy mới trở về đó quý vị. Thì hôm nay ở đây đó là hoàn toàn những cái tay ách trước mắt là hiện tại bây giờ đó, trong một cái tháng 6 này thôi là tất cả những cái việc làm. Và hôm nay có một cái tin đặc biệt nhất nữa là ở tại là cù lao ông trưởng của mình đó, cù lao ông trưởng là ở tại làng Kiến Thành bây giờ đang sụp một cái khoảng đất đó. Mà cái cù lao này hiện tại bây giờ là cách đây mới có hôm đó bây giờ thôi sẽ vận chuyển, mà thấy không, vận chuyển để mà ngày đó đó Phật Thánh Tiên đồng hội tụ trở về đây để tạo dựng một cái đời mới để cứu vớt chúng sanh trong cái quả địa cầu của chúng ta đang sống ở trên này. Mà thầy nói rõ cho mình biết hiện tại bây giờ đó, đó cảnh thế tạo càng ngày thoảng mỏn, giống di trùng thường đục phổi tim đó, đến cơn đau thì phương thuốc phải tìm, gặp biến thước qua đà lại thế. Thì hôm nay cái chánh pháp của thầy ban ra đây đó, mình phải gắng cố gắng nhớ là tuân thủ theo lời thầy dạy, giữ gìn giới cấm, nghe kinh trọng Phật và sớm chiều bình đẳng chớ lơi, thường hành như vậy nhớ lời đừng sai, đó mới thoát được cái nạn nào là nước lửa đó, nào là những cái trận ôn dịch nó sẽ đến, là lúc đó đức thầy của chúng ta sẽ trở về đây để cứu vớt tất cả con lành mà thầy gom lại đó. Đức thầy nói là khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con lành dắt lại Phật đường, thương dân hiền giáo đạo Nam Phương, đặng chỉ ngõ làm lành lãnh dữ. Đức thầy soi sáng cái ngọn đuốc để cứu vớt tất cả chúng sanh trong cái thời kỳ mạt pháp cùng cuối này đó, là ngày đó là thầy mới trở về. Và tiếp đó nước nó sẽ dâng lên đó. Ngày xưa thầy có chỉ vào cái đọt dầu của ở sau tổ đình, đức thầy nói rõ là đến chừng mà nước dâng lên tới cái tráng ba tổ đình đó, thấy không, thì lúc đó đó là có đức văn thù Bồ Tát từ bi, mà không ngoài ra là đức thầy. Và kính thưa quý vị, ở đây đó đức thầy có điển hình cho biết, đức thầy nói là văn thù Bồ Tát từ bi, chèo thuyền Bát Nhã cứu thì trần gian, gió đưa lướt sóng bườm lon, rước người tu niệm xê sang thủy tình. Mà thầy chỉ vào cái điểm ai mà ta dạy chẳng dình thì sao, đừng trách mất tình yêu đương. Là ai? Là thầy, có phải là thầy không quý vị? Là đức thầy sẽ trở về trong một cái công cuộc đó là phong ba biến chuyển, nó cảnh hồng trần tợ biển mênh mông, nó lúc đó rồi đó là thầy mới trở về đây cứu vớt mình. Chớ đừng có nghĩ là ngày bình thường này nè, chưa đâu, chưa có về đâu đó. À, nhưng mà có nhiều vị là xưng thầy rồi lên làm như vậy đó, thì thử hỏi như vậy đó có cái lỗi lắm đó quý vị, có cái lỗi, có cái lỗi với tổ thầy, với ơn trên. Thì hôm nay đó mình thấy chứng minh cho biết đó là cái việc mà một vị Phật mà xuất thế, một cái việc vị Phật mà xuống trần này không phải là đơn giản đó, đâu có phải là đơn giản đâu mà tự nhiên mà Phật về đây, thấy không, không có bao giờ có đó. Bây giờ thử hỏi như cái giờ á, mình điển hình thấy là trong ngày đại lễ 18 tháng 5, ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, mà tất cả hàng vạn vạn tín đồ đến đây để mà dự cái đại lễ mừng ngày khai sáng đạo của thầy đó, có ai thấy được thầy về không? Chắc không có rồi. Mà dầu cho thầy có về chứng minh cho những người đó có tâm đạo để mà hành lễ ở trong cái đại lễ mà thật tâm như vậy đó, mình cũng không thấy được. Mà chứng minh rõ đó, khi mà ngày thầy về đó, đó là một cái cuộc biến chuyển phong ba, nào là sụp đất, nào là núi nổ, nào là tất cả những các vị thú hung dữ phải tràn xuống đây để sát phạt cái loài người hung dữ, thầy mới trở về đây đó. Ờ, phải cứu vớt đó. Mà đức thầy nói rõ là cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác thì đến sau tiêu diệt thầy mới cứu những người đó đó. Còn lặn hộp ở trên biển hồng trần này tợ biển mênh mông đó là thầy cứu vớt lên một cái thuyền Bát Nhã đó là thầy mới về đó. Thì đại nạn nó sẽ đưa tới cho con người của mình từ đây sắp đến đó, dài tới nữa, thì nào là bão lục, nào là từ đây sắp tới cuối năm nay đó là giông bão nó sẽ đưa tới tất cả những cái việc mà chúng sanh phải chịu cái khổ này, gội rửa tất cả, nào là lửa cháy, nào là nước ngập, để làm chi? Để rửa sạch sẽ những cái ô trượt, những cái bụi nhơ
ở trong cái đời mạt pháp này thì Đức Phật mới xuống thế được. Đó thì hôm nay toàn bộ những cái lời mà tôi đã trình bày vừa qua cho bà con mình biết đó, để tất cả bà con mình gắng cố gắng nghe những cái lời vàng ngọc của thầy tổ của chúng ta, để mà vững bước tinh thần và có một cái niềm tin tinh tấn dũng mãnh để mà gắng trì hành theo giáo lý của thầy cho đến ngày khai mở đạo và thành công viên mãn và gặp Phật gặp thầy. Tôi xin nhắc lại, nếu có điều gì sơ sót thì cũng ngưỡng mong toàn thể chư quý vị thông cảm và quan hỷ dùm. Trong một cái thời gian, trong một cái quá trình mà Đức Thầy vắng mặt vào năm 1947 đó quý vị, qua một cái giai đoạn sau thì chứng minh cho biết những vị tà đạo này đó xưng danh hiệu của Đức Thầy đó là không còn nữa. Và các ngài đứng lên để xưng, một là tôi xin kể từ giai đoạn cho bà con mình biết. Cái thứ nhất là ông Tám Trà Cui ở tại là vùng của là Cần Thơ ngày xưa, là ông xưng là Đức Thầy đó quý vị. Thì ông là cũng gom một cái số tín đồ, một cái số bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trở về để mà ông tôi mà khuyến dụ. Như vậy thì qua một cái thời gian không có lâu thì chư thần cũng phải là tìm mọi cách để diệt trừ những cái mối đạo tà. Đó là một cái mối đạo đặc biệt nhất ở trong cái giai đoạn thầy vắng mặt. Và kế tiếp là cái mối đạo thứ hai, mối đạo tà thứ hai đó là khuyến dụ tất cả bà con nam nữ ở trong một cái vùng đạo của miền Tây đất Việt của chúng ta. Đó là một cái ông đặc biệt nhất là ông Ba Bốn ngày xưa. Mà ông Ba Bốn ngày xưa đó, ông rất là phạm thượng. Ông rất là phạm thượng mà ông dám ngồi trên cái bàn, ông chụp hai cái chân dung thầy để hai bên và ông ngồi chính giữa. Như vậy thử hỏi trong cái mối đạo tà này á, nó làm cho tất cả những cô bác tín đồ phải mê muội với nó. Thì xin thưa toàn thể chư quý vị, trong cái thời gian nó không có lâu, có vài tháng á, thì ông Ba Bốn này phải bị tiêu diệt với cái vấn đề là không có tồn tại ở trên cái mặt đất này nữa. Đó, đó là cái lần thứ hai mà toàn thể cô bác mình nên nhớ Đức Thầy cho biết. Tất cả những cái mối đạo tà sau này đó, có thể là nó ứng hiện lên đó, là nó hay hơn, nó dùng miệng lưỡi, nó khuyến dụ thầy cho biết là hay hơn Đức Thầy. Nhưng mà nó hay bằng cái miệng thôi, chứ nó không có làm gì được. Bởi vì chúng ta thấy rõ là thầy của chúng ta hôm nay đó, khi mà ngài mở đạo khai sáng năm 1939, thầy đã cho biết là miệng nhích môi đầy văn tao nhã, hạ bút thần thì thơ đã đề khai. Thầy đó là viết một loạt giảng không có giấy nháp, mà thầy viết ra nguyên một cái thi văn giáo lý. Còn thử hỏi quý vị mà mở ra như vậy đó, nói là xưng là thầy trở về, mà nói chuyện đó lập dập, rồi nói chuyện đó là câu văn không tròn vẹn như vậy, giờ bà con mình có nên tin hay không? Thì kính thưa toàn thể chư quý vị, trên cái lời nói của tôi, nếu mà có xúc phạm điều chi thì cũng mong cô bác tha thứ dùm. Ở trên đây là một cái trách nhiệm của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, tôi xin phép để nói ra cho bà con mình hiểu được về cái việc của những người tà đạo mà gây nên những cái việc xáo trộn và những cái việc làm hành đạo cho trong tín đồ Phật giáo Hòa Hảo của thầy hôm nay phải đi sai đường lạc lối. Mà thầy nói rõ, trong cái thời điểm của thầy vắng mặt ở đây là thử thách, trong cái thời kỳ mà mạt hạ này đó, là thầy cho biết đó, khi thầy vắng mặt ở đây đó là thử thách tín đồ, một là cái đức tin nó có đầy đủ hay không nha quý vị. Mà mình nên nhớ rằng ở đây thầy đã dặn các đạo tà mưu khéo âm thầm, dân ráng tránh kẻo lâm mà khổ, chúng nó xuống khuyên răng nhiều chỗ, dùng phép màu lè mắt chúng sanh, ai ham linh theo nó tập tành, xa cạm bẫy thì khó mong sống sót. Đó, như vậy thì bà con mình nên nhớ là hai vị ra đời mà để khuyến dụ tất cả đồng đạo của chúng ta trong tín đồ của thầy. Thì hôm nay đó, qua cái vị thứ ba nữa, thì bà con mình thấy từ xưa tới nay thì bà con mình thấy rõ đó là ông Nguyễn Long Châu ngày xưa đó quý vị. Ông Nguyễn Long Châu này là ổng là một vị tà đạo mà có thể là khéo léo để dụ dỗ tất cả những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là đệ tử của thầy chờ theo ổng. Nhưng mà thật ra đó,
ổng dùng những một cái mưu mẹo, ổng dùng cái mưu mẹo để tôi nói qua cho bà con biết trong cái mưu mẹo của ổng, rồi bà con mình gán tránh ở trong cái đạo tà. Và ngày xưa tôi có bà cô đó, bà lợi bà nghe ông là Nguyễn Long Châu này, ổng ra đời mà ổng nói ổng là đức thầy tái thế. Ổng tái thế ở tại Kinh Cà Mau Nhỏ, cái chùa hiện tại bây giờ là tại chùa Kinh Cà Mau Nhỏ, ổng có là một số tín đồ rất là đông. Nhưng mà khi ai mà lợi là quy y theo ổng thì ổng sẽ tặng cho một bộ đồ quý vị. Mà cái bộ đồ đó khỏi đo, ổng khỏi đo cái tướng, ổng chỉ nhìn cái tướng phớt qua rồi thì ổng biết cái người đó là tướng tá như thế nào, ổng sẽ đưa bộ đồ đó mặc vô thì nó y gan như vậy đó quý vị. Bởi vì cái mối đạo tà này nó rất là mưu mẹo, nó rất là thâm hiểm để mà nó dụ dỗ tất cả tín đồ của thầy để theo nó. Đó thì xin thưa toàn thể chứ quý vị, tôi chứng minh thấy rõ ràng cho bà con mình biết. Khi cô ba tôi lại đó thì quy y xong rồi trở về, qua ngày sau lại là đưa cái bộ đồ bà ba thì cô ba tôi mặc đó là vô là nó vừa hết đó quý vị. Thì hỏi lại á, tại sao mà ông này là một vị là như thế nào, thần thánh gì mà ông chỉ nhìn qua là ông thấy được là cái bộ đồ đó là ông may lại y gan như vậy? Thì đâu có cái gì đâu, đây là một cái mưu mẹo của những người tà đạo. Họ làm để làm chi? Để khuyến dụ tất cả đồng đạo, tất cả tín đồ của thầy theo họ đó, phải không? Thì ở đây đó không có gì hơn là ông có một vị là thợ may tâm phúc. Có nghĩa là ngày xưa ở trong cái vùng đó thì tín đồ nào ở trong cái xóm của ổng á, thường thường may đồ bà ba thì có một cái người thợ may, người ta đã ghi số vào đó hết rồi đó. Khi lại đó thì biết được cái người đó là cái kích thước bao nhiêu thì may y gan như vậy đó quý vị. Đó là ông Nguyễn Long Châu ngày xưa. Và một cái thời gian đó khi mà ông Cao Bá Hớn mà ổng là hay tin được và ổng làm những cái việc mà hiện tượng những cái hình hài của đức thầy, cái chân dung của thầy mà đi qua đi lại ở tại vùng núi Ông Cấm đó, cho bà con mình lên đó để mời lên để dì kiến đức thầy, thì lúc đó đó là ông bị là ông Cao Bá Hớn phá tan ở trong cái cuộc làm của ổng đó, là ổng là dẹp hết ở tại chân ở ngay núi Ông Cấm đó quý vị. Thì đây là một cái người thứ ba là xưng lên là đức thầy thì cũng bị chư thần tiêu diệt. Thì kính thưa toàn thể chư quý vị, ở đây đó bà con mình nên nhớ đó là trong cái giai đoạn này đó, hoàn toàn tất cả bà con mình đi tới mức độ là một là ông Tám Trà Cui, hai là ông Ba Bốn, ba nữa là ông Nguyễn Long Châu, và bốn qua cái thời kỳ sau này đó, chót lọt đó là có ông Châu Ma. Cái ông Châu Ma này đó, ổng dám bảo đảm với mình đó là khi ổng thu giảng bằng cái đĩa đó để lên trên ngôi Tam Bảo đem xuống là bắt đầu có đĩa để nghe giảng đó quý vị. Thì cái tinh vi của những người đó là ngoại đạo mà tà đạo này đó, họ là khuyến dụ tất cả tín đồ phải nghe theo và tin theo lời của mấy ổng. Nhưng mà thật ra đó, mấy ổng dùng một cái phương pháp đặc biệt mà không thể ai mà biết được. Ổng đem lại những cái đĩa mà đã thu giảng rồi đưa lên trên bàn Phật rồi đó. Rồi á, là khi ổng có một người đó đưa lên thấy rõ ràng, nhưng mà khi đem lên trển là ta cháo cái đĩa không và đem cái đĩa thu rồi đó quý vị. Thấy rõ ràng không đó. Mà thầy nói là các đạo tà mưu khéo âm thầm, dân ráng tránh kẻo lâm mà khổ. Chúng nó xuống khuyên răng nhiều chỗ, dùng phép màu lè mắt chúng sanh. Ai ham linh thì theo nó tập tành, xa cạm bẫy khó mong sống sót. Và xin thưa toàn thể chư quý vị, qua tới cái giai đoạn vừa qua thì tôi thấy rõ ràng ở trong một cái thời gian mà các đệ vừa hỏi qua, cũng bà con mình cũng có cái ý thắc mắc đệ một cái chú này đó, trong cái trạng tuổi thì khoảng chừng cỡ bằng con cháu mình thôi, chứ nó không có bao giờ mà nó lớn tuổi. Nhưng mà ở đây nó dám phạm thượng, nó xưng lên là thầy, nó dám phạm thượng là nó xưng nó là một vị đệ tử, nó vị là thầy ra đời để mượn xác của nó để mà đem dở về đây trong cái thời kỳ mạt pháp. Xin thưa toàn thể chư quý vị, nó dám gan cỡ đó đó. Và hơn được biết trong cái thời gian cách đây không có xa
trong mấy ngày nay tôi có nghe được những cái clip một về một đệ này đã đứng lên nói lên về vấn đề là xưng danh hiệu của Đức Thầy trong thời kỳ mạt pháp. Thì xin thưa toàn thể chư quý vị, cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo của chúng ta hôm nay là đệ tử của Đức Thầy Thuần Tý, thì mình phải nên nhớ như thế này. Thầy đã cho biết đó, trong cái thời kỳ mạt pháp này rất nhiều người đứng lên để xưng danh hiệu của Thầy đó. Mà bà con mình nên nhớ, vào một cái giai đoạn này đó, Thầy cũng dặn dò khi Ngài ra đi đó, vắng mặt đó, Thầy cũng cho biết đó, lựa cho phải kèo xưa danh mộc, đừng để lầm thợ khéo sơn gia, thì ngày sau đến lúc phong ba dông gió lớn cột kèo khỏi gãy, thưa quý vị. Và xin có những lời để nhắc nhở và khuyên bà con mình nên nhớ là những cái lời đồn, cái lời mà các vị mà tà giáo tà đạo ông lên bà xuống đó để xưng danh hiệu của Thầy đó, là xin thưa toàn thể chư quý vị, thì cô bác anh chị em nên nhớ là mình phải gắn đúng theo cái lời Thầy dạy ở trong cái Bát Chánh Đạo, nghe quý vị. Và trong Bát Chánh Đạo đầu tiên Thầy có nhắc là cái Bát Chánh Đạo này là của Phật, của Thầy đó. Như vậy thì trong cái thời gian mà Thầy vắng mặt ở đây đó, có rất nhiều những người phần tử để mà đứng lên để xưng Thầy ở trong cái giai đoạn. Và xin thưa toàn thể cô bác và anh chị em cao kiến ở trong đạo Phật giáo Hòa Hảo, hôm nay tôi là một vị tín đồ ở trong cái đạo Phật giáo Hòa Hảo, năm nay tròn vẹn là 60 tuổi, và ngày tôi đã ngộ được và thấu hiểu được chân lý của Thầy vào năm 12 tuổi. Và năm 1975 đó quý vị, xin thưa, và mà năm 1975 thì tôi đã thấu hiểu được chân lý của Thầy và nhìn thấy được là tôi đã quy y theo đạo Phật giáo Hòa Hảo, giữa trời quỳ xuống giữa trời để cầu nguyện với oai linh của tổ Thầy, để tôi xin nguyện ăn chay cho đến năm nay.